Ta nói hổm gài có rất là nhiều khách mua dưa gang mắm và không biết cách trộn và đem đi bỏ rất là uổng luôn cả nhà ơi. Bây giờ ai mà chưa biết cách trộn mà ăn không được đem đi bỏ, nhớ vào xem cái clip này của em ha. Em sẽ hướng dẫn lại cho mình cặn kẽ một lần nữa. Em có cho cái tờ hướng dẫn luôn rồi đó cả nhà. Có 5 bước ha, và bước đầu tiên là mình phải sắc mỏng miếng dưa. Đó, ngay cái bước đầu tiên nó rất là quan trọng, phải sắc mỏng. Sắc mỏng như thế này là mới được nè. Đó, cái em này là lính mới của em mới vô nè cả nhà. Nó còn chưa sắc được miếng dưa nữa, nó kêu sắc mỏng mà sắc còn chưa được mỏng giống như là em yêu cầu nữa. Là mình không có nhã mặn được. Mình rửa rất là lâu hết mặn luôn, phải sắc mỏng như thế này, rồi mình rửa nhiều nước mình bóp vắt ra thì nó mới ra cái chất mặn được, cái miếng dưa nó mới hết mặn. Mình dạo chỉ vài nước thôi là miếng dưa bớt mặn rồi đó, em ăn thử là nó bớt mặn rồi. Rồi xong rồi em vắt cho nó gáo hoặc là em dằn cho nó gáo cả nhà. Mình có thể vắt cho nó gáo cũng được, hoặc là mình kiếm đồ nặng mình dằn lên khoảng 1 2 tiếng, 2 3 tiếng gì mình bỏ đó đi cho nó thật là khô gáo. Rồi mình vòng lại mình trộn. Mình trộn thì mình nếp tỏi ớt nè, đường bột ngọt nè, làm sao cho vừa cái khẩu vị của mình là được. Một ký dưa mắm thì cả nhà mình cho khoảng 200g 300g đường đi, rồi mình ướp ở đó để cho nó thấm. Sau khi nó thấm, cái miếng dưa nó đạt cái độ bóng như thế này. Đây là miếng dưa đã trộn thành phẩm nè cả nhà, và nó đạt cái độ bóng, cái độ trong như thế này, tức là cái miếng dưa nó đã thấm, nó đã ngon rồi, rất là giòn luôn đó. Dừa ăn cho mình không còn mặn nữa, rất là đơn giản thôi mà có mấy chị làm không được. Tham khảo lại cái clip này của em nha, để mình làm được mình ăn được, chứ mà mình mua về xong cái mình đi đem đi bỏ uổng lắm. Cái miếng dưa mặn không phải là vấn đề, vấn đề là tại mình chưa biết cách trộn thôi cả nhà ơi.